Bắt mang tên em trong mắt tôi. Oh yeah. Quý vị đồng ý đúng không ạ? Khoan, bây giờ về trước khi hát đi. Khoan ơi, em cầm giùm anh cái này. Bây giờ trước khi hát đi. Bây giờ quý vị thân mến, anh em chúng tôi là biết nhau 10 năm hơn rồi. Và hồi nãy Minh Sùng có ra ngoài kia, Minh Sùng có gặp Đông Hùng ngoài. Đông Hùng có nói là anh Sùng ơi, sao anh trẻ hoài vậy? Anh không có chịu già đi vậy. Dạ. 10 năm rồi. Dạ. 10 năm trước hôm nay vẫn vậy ạ. Cái này trộm vía vẫn vậy ạ. Trộm vía nha các chị. Thật sự ra Minh Sùng đã chăm sóc làn da của mình rất nhiều năm. Từ khi mà mình ý thức được mình đã chống lão hóa, thì mình đã giúp được cho cái nhan sắc của mình, cho cái thanh xuân của mình và cho cái làn da của mình nó được ổn định cho tới bây giờ. Thì cho nên là bây giờ Hùng ơi, mong muốn hôm nay có vợ đi xem nha, có vợ đi theo có hộ tống mình, thì cũng sẽ giúp cho cái phụ nữ, người phụ nữ tuyệt vời nhất của Hùng để em sẽ có thêm những cái gợi ý về việc dưỡng da và chăm sóc da. Sắp tới biết đâu sau này gặp lại vợ mình là coi như là ủa tôi gặp cô cái lúc mà mười mấy năm về trước hả? Đó, thấy không? Tuyệt vời không? Em Minh ơi, thật sự là hôm nay khi mà có mặt trong buổi sáng thì hôm nay ấy, em nghĩ rằng là hôm nay cũng có thể là đầu tiên, nhưng mà rất là hy vọng không phải lần cuối cùng mà Đông Hùng có thể gặp tất cả những tương tác của anh chị rất là xinh đẹp ở đây. Đồng ý không? Đồng ý không ạ? Dạ, đồng ý. Chắc chắn là chúng ta sẽ cùng gắn kết với nhau, và nếu có thể hãy cho Đông Hùng có thể đồng hành cùng gần video một đoạn đường rất là dài nữa. Vỗ tay thật lớn cho thầy Lâm Hùng ạ. Thôi thì bây giờ để một cái kết trọn vẹn nhất trong buổi tối ngày hôm nay, một vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam sẽ không bao giờ được xóa nhòa ở trong tâm trí của tất cả mọi người. Xin được mời tất cả quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, bài hát được mang tên Em Trong Mắt Tôi. Xin mời. Anh lá xong ca hả? Cái này bắt cóc nha quý vị. Dạ, quý vị vỗ tay lớn lên.
Một tràng hóa tay thật lớn cho ca sĩ Đông Hùng ngày hôm nay. Cảm ơn Đông Hùng rất là nhiều ạ.